Bắt đầu từ cuối tuần này, Đức sẽ yêu cầu những ai đến từ các nước được xem là có nguy cơ lây nhiễm cao phải xét nghiệm COVID. Bộ Y tế loan báo ngày 6 tháng 8 trong lúc Đức ghi nhận số ca nhiễm hàng ngày cao kỷ lục trong vòng 3 tháng. Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Quốc gia, Viện Robert Koch cho hay hôm 5 tháng 8 có 1.045 ca được báo cáo. Đây là lần đầu tiên kể từ ngày 7 tháng 5, Đức có trên 1.000 ca nhiễm COVID trong một ngày. Hôm 1 tháng 8, chính phủ bắt đầu xét nghiệm miễn phí cho những người trở về nước. Những người vào nước Đức từ những nước được xem có nguy cơ cao, hầu hết là những nước trên thế giới bên ngoài châu Âu, cũng như Luxembourg và các khu vực miền Bắc Tây Ban Nha, sẽ được yêu cầu cách ly 14 ngày trừ khi họ xuất trình kết quả xét nghiệm âm tính không quá 2 ngày. Bắt đầu từ ngày 8 tháng 8, những người từ các nước này tới Đức sẽ được yêu cầu xét nghiệm trừ khi họ mang theo kết quả xét nghiệm mới. Viện Robert Koch ghi nhận 9.117 người chết trong số hơn 213.000 ca nhiễm COVID được báo cáo. Đây là một tỷ lệ tử vong thấp so với các quốc gia khác.